Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mahome để đến với những mẫu nhà do đội ngũ Mahome thiết kế và thi công chọn gói. Trước khi đến chi tiết về công trình ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu sơ qua về Mahome. Mahome là đơn vị thiết kế và thi công chọn gói Việt Nam hiện nay, và với đội ngũ nhân sự đông đảo thì chúng tôi đang thiết kế và thi công chọn gói trên 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu xây dựng chọn gói thì đừng quên gọi tới các số hotline mà chúng tôi đang hiển thị trên màn hình là 0964458888 hay là 0828133333 để nhận được những tư vấn sớm nhất quý vị nhé. Ngoài kênh YouTube chính thức của Mahome mà quý vị và các bạn đang theo dõi ra thì chúng tôi còn có fanpage là website để quý vị và các bạn dễ dàng cập nhật những mẫu nhà hay là những chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn mà chúng tôi đang triển khai cho các quý khách hàng nhân dịp đầu xuân năm mới 2022 này, như fanpage công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mahome với hơn 42.000 lượt thích cũng như hơn 44.000 lượt theo dõi, thì chúng tôi đang biểu để rất là nhiều những cái mẫu nhà cũng như là những chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn để quý vị và các bạn có thể lựa chọn. Như là chúng tôi đang có chương trình là nhà kiên cố quà vô số Tết vui hơn chỗ, thì ở đây chúng tôi đang giảm giá chi phí thiết kế 30% xuống từ 200.000 đồng chỉ còn 145.000 đồng trên 1m2. Hay nếu quý vị và các bạn chúng ta quyết định thi công chọn gói, lựa chọn đơn vị Mahome làm đơn vị thi công chọn gói thì chúng tôi sẽ miễn phí hoàn toàn 100% chi phí thiết kế. Cũng như quý vị và các bạn nếu đăng ký gói thi công chọn gói trước từ 3-8 tháng thì chúng tôi sẽ giảm giá trực tiếp vào công trình của quý vị từ 3-8%. Như vậy cực kỳ có lợi cho quý vị đúng không ạ? Ngoài ra thì quý vị có thể xem thêm những thông tin chi tiết như là ở trang thiết kế thi công chọn gói .com. Ở trên website này thì chúng tôi update rất nhiều những mẫu nhà cũng như là những thông tin vô cùng hữu ích cho quý vị và các bạn có thể tra cứu. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tra cứu những phần như là thước lỗ ban, là tra cứu những phần công trình về thiết kế cũng như là những công trình dịch vụ. Mọi chi tiết thì quý vị, tôi xin nhắc lại một lần nữa là chúng ta có thể gọi số điện thoại hotline, chúng tôi có cài đặt Zalo, Facebook để quý vị và các bạn có thể nhận được tư vấn viên. Khi mà quý vị và các bạn, ví dụ như khi mà chúng ta ở nước ngoài, chúng ta không có điều kiện chúng ta gọi về Việt Nam, quý vị và các bạn hoàn toàn có nhận được những tư vấn qua những cái đường link mà trang web của chúng tôi quý vị nhé. Và ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu nhà vô cùng là đặc biệt do chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Quân, có địa chỉ tại Việt Yên, Bắc Giang quý vị nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn vào phần bề ngoài ngoại thất của công trình này. Công trình này của chúng ta là một công trình tôi nghĩ là vô cùng là nổi bật và cũng rất là khác lạ so với các mẫu của chính Mahome chúng tôi đã thiết kế. Công trình này của chúng ta là một công trình 3 tầng mái Nhật mang đặc trưng phong cách hiện đại. Chúng ta sẽ không còn những cái đường nét như là cột nữa mà chúng ta sẽ hoàn toàn thay bởi những cái mặt phẳng, mặt kính. Công trình này là một công trình rất là, tôi nghĩ là một công trình rất là đáng để quý vị và các bạn có thể tham khảo như là quý vị và các bạn có thể quan sát. Khác với những công trình của chúng ta thì sẽ có những tông màu sáng như là màu xanh nước biển kết hợp màu trắng. Công trình này của chúng ta sử dụng màu nâu rất là nhiều màu trầm. Tuy nhiên cái vẻ nổi bật của nó sẽ rất là khác lạ quý vị nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ để ý về cái phần hình khối của công trình. Công trình này của chúng ta là một công trình lô phố. Cho nên như quý vị thấy ở đây chúng ta sẽ xây những phần tường bao ở hai bên xung quanh như này. Đây, cái phần tường bao nó sẽ cách ra so với khu vực nhà hàng xóm. Chúng ta sẽ sử dụng hệ mái Nhật cho công trình này. Mái Nhật thì vừa có khả năng chống nóng, vừa có khả năng thoát nước rất là tốt, tránh cái hiện tượng là chúng ta bị thấm rột mái hay là bị róc mái đúng không ạ? Ở đây thì những cái phần lan can này ở bên ngoài rất là rộng, chúng tôi sử dụng hoàn toàn bằng chất liệu nhôm hệ kính, rất là đẹp quý vị nhé. Ở đây thì ốp hoàn toàn bằng chất liệu gạch giả gỗ, rất là tuyệt vời. Ở bên ngoài chúng ta sẽ có một khu vực bức bình phong như này và sẽ làm những phần lan can sắt. Đây là phía mặt hông của công trình, chúng ta vẫn để là những khu vực xe hoặc là những khu vực gara ô tô, phương tiện. Phía sau chúng ta đây là khu vực sân phơi, đây là khu vực sân chơi ở phía sau nhà. Để khu vực này chúng ta hoàn toàn có thể để những cái phần sofa, bàn trà để giúp cho chúng ta có thể nghỉ ngơi ở những cái dịp cuối ngày. Đây là hình ảnh phía trên, đây là vị trí của khuôn đất. Quý vị có thể nhận thấy ở đây chúng tôi để khoảng không gian rất là rộng nhé. Nhà của chúng ta có thể là không vuông vắn đất nhưng mà công trình của chúng ta sẽ luôn luôn vuông, rất là vuông vắn. Có thể khoán động những khu vực khác thì chúng ta sẽ sử dụng để làm những khu vực như là tiểu cảnh, khu vực sân chơi, sân phơi. Có những phần tép thái dương năng ở bên trên mái. Phía trước của chúng ta cũng sẽ có những khu vực để chúng ta để bộ bàn trà, bộ sofa. Nói chung là những khu vực sân chơi này thì rất là rộng về cái phần diện tích của công trình này. Với công trình này của chúng ta thì phần cửa chính thì vẫn được sử dụng gỗ linam phi, còn những phần cửa sổ và những khu vực sảnh phụ như này thì chúng ta vẫn sẽ sử dụng chất liệu nhôm hệ. Ở công trình này thì chúng ta sử dụng hệ bậc tam cấp. Để hệ bậc tam cấp sử dụng mặt đen cổ trắng. Công trình rất là cao, hoành tráng và bề thế nhé.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến chi tiết về phần bản vẽ của công trình này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần mặt bằng định vị công trình. Với mỗi một công trình của Mahome thì chúng tôi sẽ luôn luôn có phần mặt bằng định vị công trình. Phần này chúng ta sẽ chỉ có được khi mà có đội ngũ trực tiếp và đội ngũ kiến trúc sư về tận chân công trình để tiến hành khảo sát đo đạc. Nếu mà chúng ta ở nhà và chúng ta vẽ những cái theo những thông số thì thực sự là nó sẽ không được chuẩn xác. Bởi vì vậy chúng tôi phải trực tiếp về đo đạc, khảo sát hiện trạng của đất và tiến hành lên mặt bằng công năng sơ bộ cho gia chủ. Ở đây thì quý vị có thể thấy được cái phần chúng ta sẽ xác định được hướng của công trình này, phần mũi tân chỉ hướng bắc như này. Đó, thì về phần công trình chính của chúng ta, đây, về phần sảnh chính của chúng ta sẽ quay ra hướng nam, đông nam, đúng không? Khu vực sảnh phụ của chúng ta sẽ quay ra hướng đông. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ quan sát về phần mặt bằng bố trí nội thất của công trình này, tức là phần mặt bằng bố trí công năng ấy. Thì tầng 1 của chúng ta, phần mặt sàn của chúng ta với phần mặt trước, đây, phần mặt trước của chúng ta là 8,7m và chiều sâu của chúng ta là 16,4m. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần mặt bằng bố trí công năng của các tầng, quý vị nhé. Công trình này của chúng ta, công trình chính của chúng ta thì với chiều rộng là 8,7m và phần chiều sâu là 16,4m. Tôi sẽ tạm tính một mặt sàn của công trình này là 145m2 nhé, một diện tích khá là rộng cho một căn hộ của chúng ta, một căn nhà, căn biệt thự của chúng ta. 3 tầng đúng không ạ? Với công năng như thế này thì rất là tuyệt vời, có thể là cho một gia đình, đại gia đình chúng ta ở đây, tôi nghĩ là cũng hoàn toàn là thoải mái. Khu vực phòng khách của chúng ta là 35m2, khu vực sảnh của chúng ta sẽ có diện tích là 13,6m2, rất là rộng rãi đúng không ạ? Khu vực sảnh của khu vực phòng khách này có diện tích rộng lên đến là gần 50m2. Ở đây thì chúng ta sẽ có liên thông cùng với khu vực bếp ăn là 26m2, thành ra khu vực phòng khách của chúng ta nó rất là rộng, quý vị nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có một tấm chắn là chúng ta sẽ bố trí được khu vực sofa, bàn trà ở đây rồi, nó rất là liên thông. Vẫn những cái phần cửa sổ rất là rộng, đặc trưng thiết kế của Mahome. Chúng ta sẽ có một khu vực mà chúng ta để khu vực nhà vệ sinh. Đây là khu vực nhà vệ sinh chung của chúng ta, sẽ tận dụng khu vực cầu thang này làm khu vực nhà vệ sinh. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ master rộng 17m2, một nhà vệ sinh khép kín bên trong rộng 3,5m2, khu vực bếp đối ra khu vực sân ướt. Đây là khu vực sảnh phụ. Công năng bố trí như này là rất là thuận tiện và thoải mái rồi. Chúng ta lên vị trí ở trên tầng 2 nhé. Trên tầng 2, từ khu vực cầu thang này, chúng ta sẽ có những cái phòng ngủ. Đầu tiên là phòng ngủ số 2, phòng ngủ số 1 đây. Các kiến trúc sư của chúng ta sẽ đánh. Phòng ngủ số 1 của chúng ta cũng là một phòng ngủ master nhé. Với diện tích là 17m2, có một nhà vệ sinh khép kín, rộng 3,8m2. Được thiết kế đồng trục với khu vực phòng ngủ master ở dưới tầng 1. Phòng ngủ số 2 của chúng ta với diện tích là 18m2 sẽ có một khu vực ban công chung. Đây, quý vị thấy khu vực ban công chung này, đây là khu vực mà phòng ngủ số 2 và số 4 của chúng ta liên thông với nhau. Đây, chúng ta sẽ có những phần cửa đi ra ngoài như này nhé. Phòng ngủ số 3, đây là phòng ngủ số 3 cũng sẽ có một phần ban công rất là tuyệt vời. Chúng ta có thể tận dụng khu vực ban công này để làm khu vực bàn trà, thưởng thức những tách ly cà phê buổi sáng hay những tách trà buổi chiều rất là tuyệt vời. Và phòng ngủ số 4 của chúng ta đây, diện tích là 17m2, cũng chung khu vực phòng ban công với vị trí phòng ngủ số 2. Nên trên phía khu vực tầng 2 thì chúng tôi đã bố trí 4 phòng ngủ cho gia đình, thực tế là sẽ là 3 phòng ngủ cộng với một phòng sinh hoạt chung hoặc là một phòng thư viện. Ở đây thì chúng ta sẽ đến với phòng ngủ đầu tiên nhé. Phòng ngủ đầu tiên ở đây thì chúng ta sẽ có diện tích là 17m2, được thiết kế đồng trục khu vực tầng 1, có một nhà vệ sinh khép kín bên trong 3,8m2. Đây là phòng ngủ số 2 của chúng ta, diện tích là 16,3m2 và cũng có một nhà vệ sinh khép kín rộng lên đến là 6,3m2, và hoàn toàn nhà vệ sinh này có thể đặt vị trí bồn tắm ở khu vực phòng tắm. Vị trí phòng ngủ số 3 của chúng ta thì với diện tích là 17m2 cũng có một nhà vệ sinh khép kín bên trong rộng 5,8m2 ở bên trong, rất là rộng rãi và thoải mái đúng không ạ? Khu vực phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4, đây tôi cũng tạm gọi là phòng ngủ số 4 quý vị nhé. Khu vực này có thể hoàn toàn cải biến thành một khu vực phòng sinh hoạt chung hay là phòng khu vực đọc sách. Chúng ta sẽ có phần ban công riêng giao thông với nhau. Phòng ngủ số 3 này thì cũng có một phần ban công ra bên ngoài. Tại sao tôi nói đây là phòng ngủ mà chúng ta hoàn toàn có thể cải biến thành một khu vực thư viện hoặc phòng đọc sách? Bởi vì khi vị trí tầng 3 của chúng ta, quý vị có quan sát ở đây, chúng ta sẽ có phòng thờ. Vì thế cho nên khu vực tầng 2 của chúng ta này sẽ tránh nên làm khu vực phòng ngủ hoặc là một khu vực
ta sẽ có nhà vệ sinh hay là phòng tắm ở đây, cho nên là phòng riêng phòng ngủ này của chúng ta sẽ không có phòng vệ sinh khép kín ở trong này. Thì quý vị thấy ở đây ba phòng ngủ này chúng ta đều có nhà vệ sinh kín ngay trong phòng nhé. Phòng ngủ số 2 này tôi nghĩ thì gia đình có thể sử dụng phòng sinh hoạt chung hoặc là thư viện, bởi vì thực sự là với công năng của nhà này thì đã rất là nhiều phòng ngủ để quý vị các bạn có thể sử dụng rồi. Rồi lên trên vị trí tầng 3 của chúng ta thì sẽ là những cái không gian mà chúng ta sử dụng làm những cái khu vực như là phòng tập gym này, phòng xông hơi này, những không gian giải trí đúng không ạ? Phòng xông hơi này, phòng tập gym này, phòng máy giặt đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một sân chơi cực kỳ là rộng rãi lên đến là 31m2 ở bên ngoài. Chắc chắn không sân phơi này chúng ta sẽ sử dụng một khu vực nhỏ mà là khu vực giặt phơi đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể cải biến khu vực này rất là đẹp, tuyệt vời. Chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh chung của khu vực phía trên tầng 3 này, tổng là 3.6m2. Hành lang ban công rất là rộng, phòng thờ rộng đến là 18m2. Vị trí này thì cực kỳ là hợp phong thủy rồi đúng không ạ? Vị trí cao nhất của ngôi nhà, cao thoáng đãng, giúp cho gia đình đón được và nhận được rất là nhiều sinh khí và tài lộc. Rồi chúng ta sẽ đến với những chi tiết, những thông số về phần mặt đứng trục của công trình này cũng như là những chi tiết về phần chiều dài, chiều rộng quý vị nhé. Đầu tiên thì với mặt đứng trục thì sẽ cho chúng ta biết ở phần chiều cao của ngôi nhà. Ngôi nhà này của chúng ta thì hệ bậc tam cấp sẽ tương ứng là 500mm. Chúng ta sẽ tính từ phần mặt sân lên đến phần cốt 00, tức là phần sàn đấy. Sàn tầng 1 là 3.5m, sàn tầng 2 là 2.7m, sàn tầng 3 là 2.6m, chiều cao mái là 3m. Tổng chiều cao của ngôi nhà này tính từ phần sân lên đến phần mái là 14.9m, rất là cao và bề thế đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta sẽ có phần chiều đứng trục từ A đến trục B, là trục của ngôi nhà là 4.3m, chiều cao từ trục B đến trục C là 3.8m. Tiếp theo thì tôi xin giới thiệu về hồ sơ kết cấu của công trình này. Với một công trình 3 tầng với tải trọng lớn như thế này thì qua tiến hành khảo sát địa chất cũng như là tư vấn gia chủ thì tôi đã quyết định tư vấn cho gia chủ chúng ta sẽ sử dụng hình thức là ép cọc cho cái công trình này. Và với mỗi công trình của Mark Home thì chúng tôi luôn luôn cam kết độ bảo hành cao, với phần kết cấu là trên 10 năm và những phần phụ kiện thì sẽ đi theo hãng. Và hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị và các bạn đã có thêm nhiều thông tin hữu ích dành cho ngôi nhà của quý vị. Nếu quý vị yêu thích những thiết kế của Mark Home hoặc là mong muốn chúng tôi thiết kế cho ngôi nhà của quý vị, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nhé. Đội ngũ kiến trúc sư và tư vấn viên sẽ luôn tư vấn cho quý vị một cách tận tình nhất. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.